không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đảo núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Bốn câu thơ của Bác là lời giáo huấn, gửi gắm niềm tin và tình cảm sâu sắc của Đảng, của Bác dành cho thanh niên xung phong và lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam, là tư tưởng chỉ đạo hành động nhằm rèn luyện ý chí, tinh thần, nghị lực cho thanh niên xung phong và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, để làm nên những thế hệ thép đã tôi thấy đấy. Ngày 15 tháng 7 năm 1950, đơn vị thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập tại Núi Hồng, Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ chiến dịch biên giới. Sự ra đời của lực lượng thanh niên xung phong có ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện tầm nhìn sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta trong công cuộc giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Ngày 28 tháng 3 năm 1951, tại cầu Nà Cù, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, Bác đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, đội viên Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ và tặng 4 câu thơ trở thành kim chỉ nam cho lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Vâng lời Bác dạy, 50.000 thanh niên xung phong ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng trên những chiến trường khốc liệt nhất, kháng chiến chống thực dân Pháp để làm nên chiến thắng biên giới, Trung Du, Đông Bắc, Thượng Lào, An Toàn Khu, Pha Đin, ngã ba Cò Nòi. Đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Xúc động trước hình ảnh ấy, nhà thơ Tố Hữu đã viết: Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát, dù bom đạn, xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Đã có hàng ngàn thanh niên hy sinh anh dũng trên những tuyến đường ấy. Nhiều đơn vị, đội viên thanh niên xung phong đã trở thành bất tử, được Đảng, Nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, như đội thanh niên xung phong 36, 34, 40. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, Bác Hồ đã gửi lời khen ngợi. Bác và chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang. Lực lượng thanh niên xung phong đảm bảo rất nhiều việc. Phải nói có cả hàng trăm việc, nhưng mà việc chủ yếu của nó là bảo đảm giao thông thông suốt để chúng ta có thể vẫn tiếp tục vận chuyển ra mặt trận về lực lượng, về vũ khí, về lương thực, về thực phẩm. Và Pháp quyết tập trung đánh phá, ngăn chặn đường giao thông của chúng ta. Thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ. Lời thơ Bác vang dậy non sông, 48.000 thanh niên xung phong lại hăng hái làm nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đó là mở đường chiến lược Lai Châu, Ma Lù Thàng, khôi phục đường sắt Hà Nội, Mộc Nam Quan, mở đường Đồng Văn, Mèo Vạc. Trong kháng chiến chống Mỹ, gần 300.000 thanh niên xung phong hai miền Bắc Nam đã dũng cảm mở đường, phục vụ chiến đấu, tham gia chiến đấu. Ở miền Bắc, với tinh thần ba sẵn sàng, thanh niên xung phong đã kiên trì bám trụ, đảm bảo giao thông thông suốt từ biên giới phía Bắc vào đến chiến trường miền Nam. Với ý chí đào núi và lấp biển, 46.000 thanh niên xung phong đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, vượt qua mưa bom, bão đạn, góp phần làm nên lịch sử đường Trường Sơn kỳ tích, kỳ quan. Đã có hơn 20.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên cung đường này. Với phong trào năm xung phong, thanh niên xung phong giải phóng miền Nam gan dạ hoạt động bên kia vĩ tuyến 17, khu 5 Nam Bộ, cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu, vận tải vũ khí, đạn dược, lương thực, vận chuyển thương binh, rà phá bom mìn, đã phục vụ 641 trận đánh, đào 1.135 km hầm hào để vận chuyển, nuôi dưỡng thương binh, chiến đấu trên 40 trận. Lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lúc đó, chúng tôi là những chàng trai cô gái tuổi vừa 18 đôi mươi, nhưng với tinh thần yêu nước, chúng tôi hăng hái tham gia để lên đường tổng quân giết giặc. Trong thời gian đi rất nhiều là khó khăn, gian khổ, nhưng chúng tôi xem đơn vị là nhà, anh em trong đơn vị là anh em ruột thịt với nhau. Ngọn lửa nhiệt huyết xung kích đi đầu của thanh niên không ngại khó khăn, gian khổ vẫn tiếp tục thắp lên trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước. Những công trình thanh niên như nhà máy thủy điện Gia Ly, cụm khí điện đạm Cà Mau, nhà máy thủy điện Lai Châu, nhà máy nhiệt điện Phả Lại, các mỏ than thanh niên cộng sản, tiêu biểu là thế hệ thanh niên làm nên công trình thế kỷ thủy điện Hòa Bình cách đây hơn 40 năm. Khổ nhất cái là tìm hiểu máy móc thì mình mù, coi như mù chữ.
tôi phải dùng cái kỹ thuật của mình, nghĩa là cái mẹo của mình đánh dấu ở trên các máy. 36 động cơ tất cả, nhưng mà điện thì là 6 kW, rất là lớn như thế. Chỉ cần sơ sẩy nhỏ thì là coi người cười người cháy the thui luôn. Thế bảo bây giờ nếu như mà mình không đi trước thì người ai người ta bước tiếp bước theo sau, mình được thấm nhuần như thế. Mà chúng tôi thì đã là đoàn viên thì làm bất cứ công việc gì mà đảng đoàn giao phó cho nên là dù khó khăn đến mấy tôi cũng quyết tâm. Cuối năm 1977, Khmer Đỏ gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Lực lượng thanh niên xung phong miền Nam đã kịp thời có mặt làm nhiệm vụ, phục vụ chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là hơn 3.600 cán bộ, đội viên lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đã được lệnh chuyển từ nhiệm vụ xây dựng kinh tế sang phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới. Hai liên đội Dũng Chí và Thống Nhất trở thành mũi nhọn xung kích, phối thuộc với công binh quân khu 7 làm đường, xây dựng công sự, tuyến phòng thủ, cáng thương, tải đạn và trực tiếp chiến đấu. Từ ngày 25 tháng 12 năm 1978, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, quân và dân ta đồng loạt phản công tiêu diệt sinh lực địch trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam thắng lợi. Có trên 10.000 lượt thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt trên các phòng tuyến đánh quân xâm lược và làm nhiệm vụ quốc tế. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh. Khi tình hình chiến sự vùng biên giới Tây Nam còn phức tạp, bất ngờ, ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân và dân Việt Nam buộc phải cầm súng chiến đấu, tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chống lại hơn 60 vạn quân Trung Quốc xâm lược biên giới nước ta. Chúng ta đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng, bảo vệ toàn vẹn biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đập tan dã tâm xâm chiếm đất nước của thế lực phương Bắc. Bốn câu thơ của Bác không chỉ là kim chỉ nam, là tư tưởng chỉ đạo hành động, rèn luyện ý chí, nghị lực cho thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lớp lớp thanh niên Việt Nam, từ vùng núi cao cho đến đồng bằng, từ đất liền cho đến đảo xa, có biết bao người trẻ tuổi đang ngày đêm dốc sức, cống hiến bằng khát vọng cháy bỏng, bằng nhiệt huyết, hăng say trên hành trình tiên phong, làm nên những thành quả đáng tự hào ở những nơi gian khó nhất. Những phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Chương trình đồng hành cùng với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, cùng rất nhiều chương trình, hoạt động khác của đoàn đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời Bác dạy. Tiếp nối truyền thống hào hùng, kiên trung của các thế hệ thanh niên xung phong đi trước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam hiện nay tiếp tục triển khai các phong trào để phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất là chúng tôi triển khai phong trào thanh niên tình nguyện với 5 cái tiêu chí và yêu cầu là tính rộng khắp, tính hiệu quả, tính thiết thực, tính định hướng dẫn dắt và tính an toàn. Thứ hai là triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo để tuổi trẻ có thể đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Thực hiện mong ước của Bác, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, hàng vạn thanh niên xung phong có mặt trên những tuyến đầu gian khó nhất và các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Lực lượng thanh niên xung phong đã và đang triển khai thực hiện 32 dự án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, 9 dự án phát triển thủy sản, 3 đề án xây dựng 1.365 cầu nông thôn tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc 41 tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, 6 dự án đào thanh niên, tạo nên những giá trị, xây đắp những ước mơ cho đời, tạo nên một thế hệ tuổi trẻ Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Lời dạy của Bác đã trở thành ngọn lửa sức mạnh, giúp các thế hệ thanh niên Việt Nam và cả dân tộc Việt Nam bước qua những thử thách cam go của lịch sử. Thế hệ thanh niên hôm nay nguyện viết tiếp truyền thống tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, luôn dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước, phồn vinh, hùng cường và coi đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi bạn trẻ.